Thưa quý vị và các bạn, mô hình nông nghiệp bền vững đang cung cấp cho thị trường những sản phẩm sạch, sản xuất theo quy trình khép kín, an toàn và tốt cho sức khỏe cộng đồng. Trong mục Tự hào hàng Việt Nam ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị kết quả của một chuỗi sản xuất như thế. Một doanh nghiệp Việt đang làm mới những sản phẩm được chế biến từ các loại nông sản vốn rất quen thuộc, gần gũi trong đời sống hàng ngày. Những sản phẩm này được đầu tư bài bản, đang ngày càng khẳng định thương hiệu cạnh tranh trên thị trường. Và ngay lúc này thì chúng tôi có mời đến trường quay bà Mai Hà Trang, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại CCV Group. Và trước tiên khi mà chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi ngay những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được sau đây. Thành lập từ năm 2018, doanh nghiệp này đã định vị doanh nghiệp trở thành trung tâm kết nối giá trị. Việc xây dựng các mô hình sản xuất nông sản theo chuỗi liên kết là hướng đi phát triển vững chắc, giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm nông sản một cách bền vững, chủ động được nguồn cung sản phẩm với giá ổn định, tạo dựng được vị trí trên thị trường. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh liên kết 4 nhà trong phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, tăng nhanh diện tích vùng trồng, tăng cường hợp tác, xúc tiến thương mại để thu hút các nhà đầu tư. Sau hơn 2 năm thành lập, doanh nghiệp này đã và đang phát triển về lĩnh vực nông nghiệp sạch mang thương hiệu Green Up. Và để cho việc sản xuất nông sản một cách bền vững, đồng phát huy hết được tất cả các tiềm năng, lợi thế cũng như làm đảm bảo được việc cung ứng nông sản cho các đối tác thu mua cũng như là các thương lái, thì hiện nay CCV Group đã và đang triển khai việc sản xuất nông sản kết hợp với đan sen, thu hoạch đan sen các thửa. Thì việc này giúp cho nguồn cung luôn được dồi dào và đảm bảo được cái hiệu suất cao nhất. Trong thời gian vừa qua thì CCV Group đã thu được những hiệu quả rất là tích cực từ việc sản xuất và đan sen thu hoạch. Cụ thể là hàng ngày chúng tôi đã xuất đi rất là nhiều những cái chuyến hàng về nông sản sạch, cung cấp cho các đối tác thu mua đầy đủ về số lượng cũng như là chất lượng của nông sản. Thì song song với việc thu hoạch thì chúng tôi cũng liên tục tổ chức gieo trồng các cái vùng trồng mới nhằm đáp ứng cho nhu cầu về nguyên liệu của các đối tác cũng như là đảm bảo cho thương hiệu Green Up sắp ra mắt trong thời gian tới. Và việc tổ chức sản xuất theo mô hình các chuỗi liên kết thì là một hướng đi rất là bền vững, nó giúp cho CC Group nâng cao được giá trị nông sản của mình, đồng thời thì có được một nguồn đầu vào với giá ổn định và nâng cao được vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Thưa bà Mai Hà Trang, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch thì không phải là một câu chuyện mới tại nước ta, tuy nhiên thì nó cũng không hề dễ dàng một chút nào. Vậy thì lý do vì sao mà bà lại quyết định là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch ạ? Đúng là nông nghiệp sạch không còn là một chủ đề mới ở đất nước ta. Tuy nhiên thì tôi thiết nghĩ rằng là lĩnh vực nông nghiệp chưa bao giờ là một câu chuyện đã cũ cả. Và ở Việt Nam của chúng ta thì cái tiềm năng phát triển nông nghiệp rất là lớn. Nhưng một cái nghịch lý xảy ra đấy là ngành nông nghiệp ở Việt Nam lại chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu sử dụng nông sản sạch cho chính người dân Việt Nam. Và cái hiệu suất sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam cũng mới chỉ bằng 1/3 so với các nước láng giềng. Vậy thì chúng ta nên làm gì trên chính cái mảnh đất vàng mà chúng ta được thiên nhiên và tạo hóa ban tặng? Tôi thì tôi cho rằng là chúng ta nên tận dụng tối đa cái diện tích nông nghiệp để mở rộng các cái vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp sạch, nhằm đưa đến cho người tiêu dùng những cái sản phẩm sạch đúng nghĩa. Có như vậy thì chúng ta mới có thể tạo được tiếng vang trên thị trường quốc tế. Vâng, thưa bà, chúng tôi thấy rằng cái cây chủ đạo của chúng ta đầu tư vào đó chính là cây rau má. Vậy thì tại sao mà CCV Group của chúng ta lại quyết định đầu tư vào một cái loại cây mà nó khá là bình dân như thế này? Và những cái sản phẩm đầu ra của chúng ta là gì? Những cái sản phẩm này thì có gì đặc biệt ạ? Thực ra thì từ rất là lâu đời thì cây rau má đã trở thành một cái loại thực phẩm khá là quen thuộc và bình dị đối với cuộc sống của người dân Việt Nam. Thế thì sở dĩ CCV Group cũng lựa chọn cái cây rau má để chúng tôi tập trung nguồn lực để phát triển là bởi vì hai yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là về giá trị kinh tế. Thì riêng về mặt giá trị kinh tế thì đối với cái loại cây này ấy, thì cái sức sống của nó rất là mãnh liệt. Đặc biệt là sâu bệnh cũng rất là ít, và sau khi thu hoạch tiếp tục chăm sóc thì khoảng 1 tháng thôi là chúng ta đã có thể thu hoạch được cái vụ tiếp theo. Và một cái điều đặc biệt hơn nữa đấy là chỉ cần đầu tư có 1 lần và chúng ta có thể khai thác được trong nhiều năm. Song song với cả yếu tố về mặt kinh tế thì bản thân chúng ta có thể coi cái loại cây rau má này là một loại thảo dược. Phát triển những vùng nông sản sạch thì chúng ta đi kèm với đó là phải tuân thủ những cái tiêu chuẩn và những cái quy định rất là cao. Trong đó thì có cái tiêu chuẩn và cái quy định về VietGAP và GlobalGAP. Vậy thì bà có thể chia sẻ về cái quy trình mà chúng ta nuôi trồng cái cây rau má theo hướng VietGAP và GlobalGAP như thế nào ạ?
Như bạn đã biết đấy, thì ngày nay các doanh nghiệp mà khi mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch hay là nông nghiệp số hóa thì đều mong muốn là sẽ thực hiện theo cái mô hình Việt Gáp hoặc Global Gáp. Chúng tôi cũng đi theo hướng là canh tác những cái vùng farm rau má của chúng tôi theo mô hình Việt Gáp, và chúng tôi đã chọn cái tỉnh Long An làm nơi mà sẽ tập trung đặt cái thủ phủ trồng cây rau má trong đó. Cụ thể là tại huyện Đức Huệ và huyện Bến Lức của Long An ấy, thì chúng tôi có đánh giá thổ nhưỡng, và khi mà đánh giá xong thổ nhưỡng thì chúng tôi cũng nhận ra rằng khi mà ở đây thì là một cái loại thổ nhưỡng vàng để có thể phát triển tốt cái giống cây rau má này, và chúng tôi cũng ngay lập tức bắt tay vào câu chuyện là đi theo đúng cái quy trình trồng trọt sản xuất. Nhiều người dân Việt Nam của chúng ta thì cũng đã biết và đã sử dụng cái sản phẩm từ cây rau má. Tuy nhiên để tiếp cận được với những cái sản phẩm mà thực sự là an toàn, sạch và đảm bảo những cái tiêu chuẩn thì có lẽ là nhiều người vẫn còn chưa biết. Vậy thì trong thời gian tới doanh nghiệp của chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể đưa được cái sản phẩm này ra thị trường nhiều hơn, đặc biệt là trước tiên là cái thị trường trong nước ạ? Hiện nay thì CCV Group đang hợp tác với một số những cái đối tác như là công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản thương mại thực phẩm Chí Việt. Thì hiện nay Chí Việt là một cái đơn vị mà đang sản xuất hơn 60 loại rau củ quả khác nhau để cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Thế thì với cái thế mạnh của hai đơn vị CCV Group và Chí Việt thì chúng tôi cũng cùng nhau xác định một cái mục tiêu, đấy là biến nông sản trở thành dược liệu và dược liệu trở thành nông sản trong bữa ăn của mỗi người dân. Dựa trên những cái sứ mệnh đó thì năm 2021-2022 chúng tôi cũng xác định là cùng với nhau để hợp tác để mở rộng thêm những cái vùng chuyên canh sản xuất nông sản sạch với nhiều chủng loại khác nhau và trên nhiều tỉnh thành khác nhau, để thông qua cái mô hình trung tâm vận hành thương mại điện tử để đưa được những cái sản phẩm một cách online đến từng hộ gia đình đó. Và ngoài ra thì còn có một số những cái kênh offline, như là chúng tôi cũng đã có kế hoạch để đưa rau tươi vào các cái chuỗi siêu thị và các bếp ăn của các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước hay là trường học. Long An là vùng thổ nhưỡng phù hợp để phát triển rau má chất lượng cao. Dựa vào điều kiện tự nhiên của tỉnh Long An, doanh nghiệp này nhận thấy đây là khu vực hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển vùng trồng rau má quy mô lớn. Nhiều người trồng rau má đồng đang ổn định với loại rau có nhiều công dụng này. Rau má đồng có lá nhỏ, màu xanh đậm, ăn vào ngọt, thanh, chế biến được nhiều món ăn khác nhau nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, Long An có nền nhiệt độ cao sẽ hỗ trợ tốt cho việc sản xuất thâm canh. Hệ thống sông ngòi tại Long An dày đặc sẽ là nguồn cung cấp nước dồi dào cho phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện Bến Lức và huyện Đức Huệ mà CCV Group lựa chọn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch có lượng mưa khá lớn so với địa phương khác. Trong đó, huyện Đức Huệ được tiếp nhận nguồn nước bổ sung từ hồ Dầu Tiếng. Đây sẽ là những nguồn cung cấp nước ngọt để phục vụ tốt nhất khi trồng rau má quy mô lớn. Thưa bà, là để có thể phát triển được những vùng nông sản xanh và sạch hiện nay thì chúng ta đang gặp phải những cái vấn đề khó khăn và thuận lợi như thế nào? Và đâu là những cái thế mạnh của chúng ta để chúng ta có thể tự tin là có thể thu hút được nhiều hơn những nhà hợp tác, nhà đầu tư để mở rộng thêm cái quy mô sản xuất của mình ạ? Về thế mạnh thì tôi cho rằng an toàn thực phẩm bây giờ đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Và cũng song song với việc đó thì có ban hành những cái chính sách hỗ trợ ưu tiên nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. Rồi thì cái việc là chúng ta hội nhập quốc tế cũng giúp Việt Nam có thêm những cái cơ hội để tiếp cận những công nghệ mới và học hỏi thêm những cái kinh nghiệm quản lý, cũng như là cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì CCV Group cũng được hưởng một số những cái chính sách ưu đãi, ví dụ là chúng tôi cũng được giao đất để sản xuất này, hay là các cái chính sách miễn giảm thuế thuê đất này, ngoài ra là còn được hỗ trợ đàm phán để xuất khẩu. Thưa bà, là trong giai đoạn này thì đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất là nhiều đến nền kinh tế của chúng ta và đặc biệt là đến các doanh nghiệp. Vậy thì doanh nghiệp của bà hiện nay thì đang có gặp phải cái vấn đề gì khó khăn hay không, và những cái giải pháp mà chúng ta đưa ra để tháo gỡ là gì ạ? Triển khai kinh doanh ở ba lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực nông nghiệp, thứ hai là dược phẩm và thứ ba là giáo dục. Đối với lĩnh vực giáo dục thì cũng chia sẻ với bạn là doanh nghiệp cũng đã phải đóng cửa cái mô hình giáo dục từ cách đây mấy tháng rồi và chuyển sang cái câu chuyện là chúng ta làm việc online, cũng không khác gì những cái doanh nghiệp giáo dục đơn vị đào tạo khác cả. Trong cái farm trang trại của tôi ở trong Long An thì các kỹ sư và bà con nông dân vẫn đang hàng ngày tổ chức các cái hoạt động sản xuất và cung ứng tối đa nhất những cái khả năng về sản lượng để cung ứng cho thị trường các tỉnh phía Nam.
Vâng, thưa bà, là những cái sản phẩm của doanh nghiệp chúng ta, trong đó có những cái sản phẩm mà được sản xuất từ cây rau má, thì chúng ta cũng đã có đầu tư thương hiệu rất là chu đáo, cẩn thận. Và đặc biệt là chúng tôi biết được cái thông tin về cái dự án sạch Green Up của chúng ta. Vậy thì bà có thể chia sẻ một vài những cái thông tin về dự án này ạ? Với cái thông điệp là thực phẩm xanh, sống ăn lành, thì Green Up xem đây là một giải pháp tối ưu giúp cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Chúng tôi cũng tập trung phát triển cái chuỗi nông nghiệp giá trị khép kín từ trang trại đến bàn ăn dựa trên nền tảng ứng dụng IoT của nông nghiệp 4.0 và thực hiện đồng bộ giải pháp từ khâu gieo trồng, chế biến cho đến tiêu thụ đến tay người tiêu dùng một cách liên thông và hoàn toàn minh bạch. Trong thời gian tới thì CCB Group của chúng ta cũng sẽ đưa những cái sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế để có thể mở rộng thêm cái vùng tiêu thụ của chúng ta. Vậy thì cái cách để chúng ta có thể mở rộng từ trong nước ra thế giới như thế nào thưa bà? Khởi nguồn là một thương hiệu Việt Nam bằng cái tâm huyết và đam mê trong việc xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, sạch và bền vững. Chúng tôi mang theo một cái khát vọng về vị thế xứng đáng của nền nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ thế giới. Trước mắt là từ năm 2021-2025, chúng tôi đặt mục tiêu là sẽ có mặt trên 10 quốc gia khác nhau. Vâng, rất cảm ơn bà Mai Hà Trang đã tới với chương trình của chúng tôi và chia sẻ cái câu chuyện về việc xây dựng thương hiệu Việt như thế nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đặc biệt cảm ơn nhà tài trợ TH đã đồng hành cùng với chương trình. Tới đây thì chúng tôi xin được tạm dừng và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.